Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cửa Ông, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Bãi Cháy, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Phù Liễn, Hải Phòng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cát Hải, Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đông Xuyên, Hải Phòng, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Ba Lạt, Thái Bình, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Thái Bình, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12-13. 134-149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15-20 km/h. Chiều và tối nay 7 tháng 9, tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11, có mưa to đến rất to và dông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông tố lốc sét và gió giật mạnh trước và sau khi bão đổ bộ. Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa lớn có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại trong mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông lốc sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024. Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, có lúc cấp 5, sau giảm dần. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 90 đến 94%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,70 m, mực nước thấp nhất 2,30 m.